Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 34. Ở cuối tập trước, sau khi Tiêu Viêm chuyển trừng mắt về phía Đan Diễm, mỗi chữ mỗi câu từ trong miệng lóe ra chất vấn Đan Điện Điện Chủ. Ngươi hỏi một chút con của ngươi, hắn có phải hay không đem cổ tộc một cái tên là Huân Nhi, nữ tử bắt đến Đan Điện nhốt lại rồi. Đan Diễm lập tức mặt đỏ lên. Đan Diễm biết rõ, lúc này như một cái trả lời không tốt. Hắn bá nhân thê thất tội danh liền bị ngồi vững, danh dự của hắn liền đem rơi xuống ngàn trượng. Thậm chí liên lụy Đan Điện danh dự cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Nhưng nên như thế nào trả lời đâu? Tuy nói trước hết nhất hắn cũng không biết Huân Nhi là phụ nữ có chồng, nhưng Huân Nhi bị hắn giam lỏng ngàn năm lại là sự thật không thể chối cãi. Giờ phút này hắn chính là có tám tấm miệng, chỉ sợ cũng giải thích không rõ. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo lại mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Bị ngàn vạn khinh bỉ ánh mắt nhìn chăm chú, Đan Diễm trong lòng niệm bách truyền, tại khẩn cấp nghĩ xử trí. Đan Điện Điện Chủ lúc này đã trong lòng hiểu rõ, biết tử chi bằng cha, từ Đan Diễm do dự hắn liền biết được. Tiêu Viêm chất vấn là thật, Tiêu Viêm thê tử thật bị Đan Diễm bắt, liền giam lỏng tại Đan Điện. Nhưng thì tính sao? Trước mắt bao người, Đan Điện mặt mũi không thể ném. Đan Điện cùng Đan Diễm danh dự không thể xấu. Tốt nhất còn có thể thừa cơ giết Tiêu Viêm. Đè xuống trong lòng đối với Đan Diễm bắt đoạt Tiêu Viêm thê tử khoái ý, Đan Điện Điện Chủ thần sắc không thay đổi, mật ngữ truyền âm thụ ý lên Đan Diễm tới. Có phụ thân thụ ý cùng chỗ dựa, Đan Diễm trong lòng đại định, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười to tại Tiêu Viêm một đám lặng lẽ tĩnh quan cùng vây xem đám người không hiểu thấu bên trong dần dần dừng. Đan Diễm một mặt xem thường, như lời ngươi nói Huân Nhi, có phải là cổ tộc cái kia Huân Nhi? Đúng vậy. Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng Đan Diễm sẽ không lại giúp cho triệt để phủ nhận, ỷ vào Đan Điện thế, Đan Diễm hoàn toàn có thể làm như vậy. Dù sao Tiêu Viêm cũng không bỏ ra nổi chứng cứ. Giờ khắc này Tiêu Viêm có chút hối hận. Dưới cơn nóng giận đem cổ tộc tộc trưởng giết, trong tay không có nhân chứng. Nhưng Đan Diễm thế mà không có phủ nhận, ngược lại tiến hành khẳng định. Còn như vậy một bộ xem thường thần sắc, là ý gì? Tiêu Viêm trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần thấp thỏm. Tiêu Viêm, nếu như ngươi đến tìm chính là cổ tộc cái kia Huân Nhi, liền xin ngươi đừng nghe nhìn lẫn lộn, vu hãm bản công tử. Đan Diễm đã chắc chắn xuống tới, ánh mắt không nhấp nháy nữa, Huân Nhi cô nương xác thực tại ta chỗ này, nhưng chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Sau đó Đan Diễm đối với Tiêu Viêm cũng là đối với tất cả mọi người trần thuật. Cùng Huân Nhi cô nương quen biết là năm đó bản công tử tại đi cổ tộc trên đường. Khi đó Huân Nhi cô nương vừa tới đấu đế đại lục, lại rất có tư sắc, mà từ Tiên Liệt Thành đi cổ tộc đường xá xa xôi. Chỉ bằng vào tiếp Huân Nhi cô nương một tên ba sao đấu đế, khó mà hộ chu toàn. Mọi người đều biết, cổ tộc là Đan Điện phụ thuộc gia tộc, bản công tử đã gặp gỡ, há có thể không cho chiếu cố. Liền làm thuận nước dong thuyền một đường tương hộ. Trên đường đi Huân Nhi cô nương cùng với ta trò chuyện vui vẻ. Có lẽ là đối với ta một đường tương hộ sinh lòng hảo cảm. Huân Nhi cô nương đối với ta ngầm lấy phương tâm tương hứa. Bản công tử cũng bị Huân Nhi cô nương mỹ mạo cùng không tục khí chất hấp dẫn. Liền lễ phép đưa ra hy vọng có thể cùng nàng kết giao. Nàng đáp ứng. Ha ha, ta cùng Huân Nhi yêu nhau ngàn năm, nàng chưa hề nói với ta nàng tại đấu đế đại lục có phu quân. Như vậy xin hỏi, sao là đoạt vợ mà nói? Thê tử của mình di tình biệt luyến, ngươi còn không biết xấu hổ ở đây mất mặt xấu hổ. Ta đều thay ngươi đỏ mặt. Nói bậy nói bạ, quả thực là đánh rắm. Tiêu Viêm giận không kềm được, Huân Nhi đối với ta tình so kim kiên. Rõ ràng là ngươi thấy Huân Nhi mỹ mạo, cấu kết cổ tộc tộc trưởng giam lỏng Huân Nhi. Đan Diễm đắc ý giả ra đồng tình dạng than nhẹ một tiếng, lấy thương hại ngữ khí cố ý kích thích Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm làm nam nhân, ta hiểu tâm tình của ngươi, bất kỳ nam nhân nào bị nữ nhân của mình phản bội, đều là thống khổ. Đều là không thể tiếp nhận, đều sẽ cảm giác phải là một loại sỉ nhục, huống chi vẫn là như vậy một cái như vưu vật đồng dạng nữ nhân. Tiêu Viêm xác thực nhận lấy cực lớn kích thích. Trước đó hắn nghĩ tới Đan Diễm sẽ thề thốt phủ nhận, thậm chí nghĩ tới Huân Nhi đã không cam lòng chịu nhục mà tự sát, chính là không nghĩ tới Đan Diễm. Dĩ nhiên vô sỉ vu cáo ngược là Huân Nhi chính mình phản bội cùng lựa chọn. Tiêu Viêm kém chút tức nổ phổi, đấu khí giận dữ một kích. Ngay tại Tiêu Viêm sát niệm mãnh liệt, Liều Lĩnh liền muốn động thủ thời khắc. Trong tai truyền đến Nam Nhĩ Minh nhắc nhở, Tiêu Thiếu Cắt đừng trúng hắn ngôn ngữ kích. Tiêu Viêm một cái giật mình, bỗng nhiên thanh tỉnh, là Đan Điện vẫn nghĩ đưa mình vào tử địa mà không thực hiện được. Hiện tại chính mình vì cứu Huân Nhi dẫn người tìm tới cửa, dựa vào chính là miệng nhiều người sói chảy vàng. Đan Điện không thể không lo lắng, bây giờ đã bị nghe nhìn lẫn lộn. Đan Diễm lại lấy là cái nam nhân đều khó mà chịu được ngôn ngữ tướng kích, chẳng lẽ không phải cố ý nghĩ kích tự mình động thủ mà thừa cơ giết chính mình. Mà chính mình một đám tại Đan Điện trước mặt thế đơn lực bạc, nếu như tùy tiện động thủ. Bất quá là xính cái dũng của thất phu, trắng trắng chôn vùi mọi người tính mạng mà thôi. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm trấn tĩnh lại. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Đan Diễm, cái trán gân xanh hẳn lên. Đây bất quá là ngươi lời nói của một bên. Như đúng như lời ngươi nói, dám để cho Huân Nhi ra ở trước mặt nói minh bạch sao?
Đúng à? Đám người vang lên một mảnh ồn ào âm thanh. Để Huân Nhi ra chính mình nói, làm gì dùng hai người các ngươi ở đây giằng co. Để Huân Nhi ra đối chất, nằm mơ, Đan Diễm đối với Tiêu Viêm cũng không có bị đánh mất lý trí rất là thất lạc. Thấy Đan Diễm mặt âm trầm không nói, Tiêu Viêm mở miệng mỉa mai nhau, ngươi như trong lòng thản nhiên, còn sợ đối chất. Đan Diễm cười lạnh, vụng trộm cùng phụ thân Đan Điện Điện chủ liếc nhau một cái. Đột nhiên đề cao ngữ điệu lớn tiếng nói, nguyên bản ta còn có chút đồng tình ngươi, không nghĩ tới ngươi không chỉ có đáng thương, mà lại thật đáng buồn. Huân Nhi đã để đều không nhắc lên ngươi, đó chính là trong lòng đã không ngươi. Trong nội tâm nàng đều không có ngươi, sẽ còn nguyện ý gặp ngươi sao? Làm nàng hiện tại nam nhân, ta há có thể mạnh nàng chỗ khó. Mọi người nói có đúng hay không? Đan Diễm cái này âm thanh hỏi, tựa như một bầu nước lạnh rót vào nóng hổi chảo dầu. Lập tức tại vây xem trong đám người đưa tới bạo động, xì xào bàn tán nổi lên bốn phía. Đan Điện đại công tử nói rất có lý, lão bà ngươi đã không muốn cùng ngươi, ngươi còn bức người ra đối chất, ngươi không muốn mặt người ta nữ nhân còn muốn mặt đâu. Cái này cũng không trách người ta Tiêu Viêm, tại Nguyên đại lục thê tử đi lên, thật vất vả biết được, vừa khổ khổ tìm ra chỗ. Lại được cho biết đã di tình biệt luyến cùng người bỏ trốn, tổng muốn lấy được một cái chính miệng thừa nhận hoặc chứng thực. Ai, nói đến thật thật đáng thương. Ta nhìn việc này không có đơn giản như vậy, Đan Điện đại công tử nói chưa chắc liền là thật. Ta cũng cảm thấy như vậy, mới vừa lên đến, đại mỹ nữ, gặp được một cái một đường hộ tống, liền đem phu quân quên rồi. Cái kia nữ cũng quá thủy tính dương hoa đi. Đúng rồi, có thể tại đấu đế đại lục dương ra không nhỏ tên tuổi, nghĩ cái kia Tiêu Viêm tại Nguyên đại lục, cũng tuyệt đối là một đời nhân kiệt. Dạng này nữ tử, nhiều nhất chính là chơi đùa mà thôi, làm sao sẽ cưới vì thê tử. Ta cảm thấy việc này rất có kỳ quặc. Cái kia cũng khó nói. Không phải nói kia cái gì Huân Nhi dáng dấp rất có tư sắc sao, Tiêu Viêm tới đây mấy ngàn năm. Nàng tại Nguyên đại lục há không liền đói mấy chục năm. Đan Điện đại công tử đường đường tuấn tú lịch sự. Lúc ấy khẳng định cũng là cực điểm ân cần, như lấy nữ nhân thích, cũng là có thể lý giải sự tình. Xong việc đi sau hiện Đan Điện đại công tử so Tiêu Viêm còn tốt, đương nhiên là chạy theo như vịt, ngậm miệng không đề cập tới Tiêu Viêm. Đan Diễm nghe những nghị luận này, trong lòng đắc ý cực kỳ, âm thầm đã vận hành lên đấu khí. Hắn không tin Tiêu Viêm nghe những nghị luận này còn có thể nhẫn. Nhẫn không dưới, dù sao cũng nên nén giận xuất thủ à. Đan Điện một đám cũng đều thầm vận đấu khí tùy thời mà động, chỉ cần Tiêu Viêm xuất thủ. Bọn hắn liền có thể đương nhiên đem Tiêu Viêm đánh giết, ai cũng sẽ không có dị nghị, cũng không dám có dị nghị. Tiêu Viêm xác thực nhịn không được, mỉa mai hắn có thể, nhưng không thể chửi bới Huân Nhi thanh bạch cùng danh dự. Hắn xanh mặt, trong mắt lửa giận có thể đốt đốt hết thảy, nhịn không được muốn xuất thủ. Vừa đúng lúc này, Nam Nhĩ Minh dậm chân đến Tiêu Viêm trước người ngăn trở Tiêu Viêm. Đối với Đan Diễm mở miệng cũng là để Tiêu Viêm tỉnh táo, nói đến đường hoàng, sợ là không dám đi. Không dám. Đan Diễm trong mắt lướt qua không bị phát giác thất vọng, lạnh lùng nói, là, ta là không dám. Các ngươi không yêu hoa chi ý, ta không thể không tiếc ngọc tâm. Muốn một cái giai nhân đối mặt ngàn vạn người, đối với chồng trước nói ra tuyệt tình đoạn nghĩa. Như thế vũ nhục giai nhân sự tình, ta làm không được, xưa nay lấy đức phục người Đan Điện làm không được. Nói xong, Đan Diễm liếc mắt hướng lên trời. Tựa hồ khinh thường lại cùng Tiêu Viêm chờ phí nói phí ngữ dây dưa không rõ. Đan Điện Điện chủ nhận lấy Đan Diễm, ngữ khí lạnh lùng, chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đã sáng tỏ. Tiêu Viêm, tất cả sự cố đều từ ngươi vợ dùng bỏ ngươi mà lên, có thể ngươi lại đem người đại náo ta Đan Điện. Bại ta tử cùng ta Đan Điện danh dự, vốn không có thể dễ tha ngươi. Nói đến đây, Đan Điện Điện chủ giọng nói vừa chuyển, bất quá, ta Đan Điện có dung người lượng. Niệm tình ngươi Tiêu Viêm cũng không biết rõ tình hình, lại phải thừa nhận ái thê phản bội thống khổ, lần này liền không tính toán với ngươi. Ngươi vẫn là coi chừng ngươi hiện tại thê tử lại yêu thích bên trên cái gì khác người, mang theo ngươi người lập tức từ nơi này biến mất, nhanh đi về đi. Đan Diễm chi ngôn đã đem Tiêu Viêm đẩy hướng hạ phong, vô luận Tiêu Viêm nhiều đáng giá đồng tình. Cái kia Huân Nhi như là đã không thích ngươi, ngươi ở đây quấn quýt chặt lấy thì có ý nghĩa gì chứ? Hẳn là còn muốn Đan Diễm đối với ngươi tiến hành đền bù hay sao? Vậy ngươi Tiêu Viêm còn là nam nhân sao? Ngay sau đó Đan Điện Điện chủ nói nghiêm đi rộng, càng làm cho Đan Diễm nhiều hơn mấy phần có thể tin. Cũng làm cho Đan Điện hình tượng tại trong lúc vô hình cất cao một đoạn. Kỳ thật, Đan Điện Điện chủ căn bản không có ý định bỏ qua Tiêu Viêm, hắn nói như vậy chỉ là ra vẻ một cái tư thái. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, bất kỳ cái gì nam nhân đối với chuyện như thế này nhẫn nại, đều có một cái hạn độ. Tiêu Viêm sở dĩ còn không có xuất thủ, là còn không có giận đến cái kia hạn độ. Hắn cuối cùng hai câu, chính là muốn đem Tiêu Viêm kích qua cái kia hạn độ. Quả nhiên, Tiêu Viêm bị đánh mày kiếm đâm liền, bắn ra lăng lệ đấu khí chấn động. Tiêu Viêm vẫn nộ lạc tại Đan Điện Điện chủ trong mắt, Đan Điện Điện chủ mặt ngoài nhíu nhíu mày. Nhìn như đối với Tiêu Viêm không biết tốt xấu có chút bất mãn, đôi mắt chỗ sâu ý cười lại càng ngày càng đậm. Cái này không thể được, song phương thực lực cách xa quá lớn, lại không thể nhịn cũng phải tạm nhẫn. Nam Nhĩ Minh đột nhiên giận dữ hỏi, các ngươi luôn miệng nói là Huân Nhi chi ý, lại không dám để Huân Nhi ra đối chất nhau, xin hỏi.
các ngươi có dám cầm đan điện danh dự phát thệ, chứng minh các ngươi nói tới là thật sao? Thật là sắc bén, thật nhọn duệ, trực kích yếu hại, yêu hoa tiếc ngọc đúng không? Ngươi đan điện luôn mồm làm việc công cho phép đúng không? Vậy thì tốt, dám bắt ngươi đan điện danh dự phát thệ sao? Dám sao? Đan điện một đám cao tầng lập tức biến sắc. Tại đấu đế đại lục, thề cũng không phải tùy tiện lên. Mỗi người đều xem phát thệ vì thần thánh trang nghiêm sự tình, đều tin tưởng vững chắc, một khi phát thệ, liền lại nhận trong minh minh một loại chế ước, nhưng có lừa dối, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Lấy đan điện chúng cao tầng giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, làm sao từ song phương trong lời nói đoán không được chân tướng sự tình. Nhưng là cứ việc đối mạnh đoạt vợ người dạng này, sự tình khinh thường cũng khinh thường. Đan điện danh dự không thể nghi ngờ là vị thứ nhất, há có thể thừa nhận. Sao lại dám cầm đan điện danh dự đến phát thệ? Trong lúc nhất thời, cả đám đều bị Nam Nhĩ Minh làm cho có chút luống cuống, không biết nên ứng đối ra sao. Đan Diễm càng là ánh mắt lập lòe tránh một chút. Chỉ có đan điện điện chủ coi như chấn định, hắn giận dữ mắng mỏ, làm càn. Liền cái này chuyện nam nữ, cũng đáng được dùng ta đan điện danh dự phát thệ. Ngươi làm ta đan điện là cái gì? Chẳng lẽ bản điện chủ còn trước mặt nhiều người như vậy khinh ngươi Tiêu Viêm một tên tiểu bối hay sao? Hôm nay ép chính là ngươi trước mặt nhiều người như vậy, không dám lấn ta. Nam Nhĩ Minh bức đan điện phát thể đã khiến Tiêu Viêm bình tĩnh lại, Tiêu Viêm lạnh lùng cơ hỏi. Thế nào, sợ? Không dám cầm đan điện danh dự phát thể. Các ngươi như trong lòng không quỷ, lại sợ lấy cái gì phát thể? Tiêu Viêm cơ hỏi không thể nghi ngờ điểm trúng đan điện điện chủ tử huyệt, bản còn tại nhỏ giọng nghị luận đám người lập tức yên lặng lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại đan điện điện chủ trên thân. Đối mặt Tiêu Viêm cái này gần như vô giải cơ hỏi, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đan điện điện chủ chỉ có gượng cười. Giả vờ như phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất, khóe miệng chứa ra xem thường cười lạnh. Nói, xem ra bản điện chủ vẫn là đối xử mọi người quá nhân từ. Tiêu Viêm, ta đồng tình ngươi mới đối ngươi nhiều lần tha thứ. Ngươi lại như thế hùng hổ dọa người, xem ta đan điện vì có thể lấn, có thể thấy được ngươi Tiêu Viêm cái gọi là tìm vợ bất quá là lấy cớ. Kỳ thực là muốn mượn khiêu khích ta, đan điện đến dương ngươi Tiêu Viêm chi danh. Nếu là ta đan điện lại một vị nhượng bộ, ngược lại để người trong thiên hạ coi thường. Dứt lời, đan điện điện chủ nguyên bản coi như bình hòa khí thế đột biến, hùng hồn đấu khí hình như thực chất giống như hướng về phía trước ép tới. Rơi trên người Tiêu Viêm ánh mắt càng là lăng lệ như đao. Tiêu Viêm trong lòng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, lấy 7 sao trung kỳ thực lực ngạnh kháng đan điện điện chủ mang tới áp lực. Lạnh lùng nói, thế nào, lý luận bất quá, đường đường đan điện liền muốn ỉ lại mạnh. Ta Tiêu Viêm hôm nay chỉ vì tìm vợ mà đến. Nếu như ngươi đan điện không dám phát thề, vậy liền thả Huân Nhi ra. Chỉ cần Huân Nhi nói với ta một câu tình cảm đã đứt, ta Tiêu Viêm lập tức quay đầu liền đi. Điện chủ có dám? Đúng vậy a, Tiêu Viêm là tới cứu Huân Nhi, không phải đến khiêu khích đan điện. Đối với hiện tại Tiêu Viêm đến nói, đan điện chính là quái vật khổng lồ, không phải vạn bất đắc dĩ. Tiêu Viêm cũng không muốn cùng đan điện phát sinh xung đột chính diện. Như thế chỉ làm cho đan điện kích giết hắn cơ hội. Sở dĩ hắn chỉ có thể cố nén, ẩn ẩn còn ôm cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Có dám? Tiêu Viêm sắc bén thắng kiếm, đan điện điện chủ nhìn qua Tiêu Viêm, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt sát ý càng đậm. Việc này không thể kéo, dây dưa tiếp, sẽ càng thêm bị động. Đan điện điện chủ giống như cười mà không phải cười. Khóe miệng hơi vểnh ra một vệt trêu tức, Tiêu Viêm, ngươi bị tình chỗ ném cố nhiên đáng giá đồng tình. Có thể ngươi hết lần này đến lần khác muốn một vị nữ tử vì này, xuất đầu lộ diện mà thụ ngàn người chỉ trỏ. Làm sao nói nàng đã từng là thê tử của ngươi, ngươi nỡ lòng nào? Ta đan điện cũng đoạn sẽ không đi cái này tàn nhẫn sự tình. Mà muốn ta cầm đan điện danh dự phát thề, ngươi còn chưa xứng. Chợt đan điện điện chủ Tiếu Dung lập liễm, nghiêm nghị nói, đan điện tha thứ là có hạn độ. Chuyện hôm nay ngươi đã để ta đan điện danh dự hổ thẹn, nếu ngươi còn không thức thời. Bản điện chủ không ngại để ngươi mở mang kiến thức, một chút đan điện lửa giận. Cũng để cho một số người biết, không phải ai cũng có thể hướng ta đan điện trên thân dội nước bẩn. Đan điện điện chủ đoan chắc Tiêu Viêm không sẽ bỏ qua, toàn thân đã lặng yên căng cứng. Liền chờ Tiêu Viêm một cái nhịn không được liền bạo khởi đánh giết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đương nhiên không sẽ bỏ qua. Huân Nhi bị tù, Tiêu Viêm há sẽ bỏ qua. Đã xác định đan điện căn bản không có thả người dự định, vậy liền chỉ có liều mạng. Ngươi đan điện mạnh hơn lại như thế nào? Máu tươi ba thước lại như thế nào? Vì Huân Nhi, hôm nay không thể không chiến, không thể không đánh. Tiêu Viêm trợn mắt liếc nhìn đan điện một đám, lại đảo mắt một vòng đám người vây xem, mang theo quyết tuyệt cất tiếng cười to. Sau đó thanh âm không lớn lại âm vang, giống như tuyên ngôn, đan điện đại công tử cướp đoạt vợ ta. Xưa nay miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đan điện, không chỉ có không ngăn lại loại này ti tiện hành vi, còn phản ô ta Tiêu Viêm là có ý định khiêu khích. Đủ thấy đan điện là như thế nào ỷ thế hiếp người, là như thế nào bá đạo vô sỉ. Nhưng mặc kệ đan điện thế lớn bao nhiêu, đan điện hôm nay chỉ cần không thả người, ta Tiêu Viêm sẽ vì vợ mà chiến. Đến lúc này, đám người vây xem cũng đều đại khái biết chân tướng sự tình, lặng ngắt như tờ bên trong đều vì Tiêu Viêm lau vệt mồ hôi.
vì vợ mà chiến. Đan Điện là như vật hiếu chiến sao? Đừng nói ngươi nho nhỏ tiêu tộc, liền là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc dạng này siêu cấp thế lực. Cũng không dám xem thường đối với Đan Điện khai chiến. Nhưng cũng đối Tiêu Viêm nhiều hơn mấy phần kính trọng, bất kể nói thế nào. Biết rõ là lấy trứng chọi với đá, cũng phải ngang nhiên đụng một cái, là cái chân nam nhân, là tên hán tử. Lại công nhiên hướng ta Đan Điện khiêu chiến, còn nói không phải cố ý đến khiêu khích ta Đan Điện. Đan Điện điện chủ làm bộ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng quả thật có chút tức giận. Tiêu Viêm nói đến như thế lời lẽ chính nghĩa, hắn Đan Điện như thế nào dám tùy tiện trước mặt mọi người đối với Tiêu Viêm hạ tử thủ. Nhưng cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ lỡ, coi như không liền đánh chết tại chỗ. Lấy hắn Đan Điện thủ đoạn, cũng nhất định phải để Tiêu Viêm bị thương trở về chậm rãi đoạn tuyệt sinh cơ, nhất định phải Tiêu Viêm mệnh không thể. Thấy điện chủ đã động sát cơ, Đan Điện tất cả cao tầng ánh mắt bên trong cũng nhao nhao mang tới âm tàn. Nhất là Đan Diễm. Đan Diễm nhìn xem dị thường quyết nhiên Tiêu Viêm, lại nghĩ tới chết cũng không theo Huân Nhi. Trong lòng có phần cảm giác khó chịu, hắn có chút minh bạch Huân Nhi vì sao lại đối với Tiêu Viêm khăng khăng một mực. Một cái vì nàng cam nguyện huy sái nhiệt huyết nam nhân, nữ nhân nào không khăng khăng một mực yêu. Hắn tự hỏi làm không được, cũng chính bởi vì hắn làm không được, hắn mới đối Tiêu Viêm càng phát ra ghen ghét. Càng hận không thể lập tức giết Tiêu Viêm, như vậy, hắn có lẽ còn có cơ hội để Huân Nhi đi theo hắn. À, hoé môi nổi lên nhe răng cười, mang theo trong lòng không cam lòng, Đan Diễm dẫn đầu hướng Tiêu Viêm đám người bước đi lên. Đám người vây xem thấy tình thế không ổn, nhao nhao hướng bốn phía thối lui, vừa khẩn trương lại mong đợi nhìn về nơi xa. Mắt thấy là phải binh qua tương hướng, bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Tiêu Viêm con mắt hơi khép, tay lũng trong tay áo cấp tốc cho Chân Ni phát cái tin tức. Sau đó nắm chặt Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, những người khác cũng đều làm xong huyết chiến chuẩn bị, lặng im mà nhìn xem từng bước tới gần Đan Điện một đám. Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp lướt đến Tiêu Viêm trước người, tay cầm trường tiên. Chán đất đỏ nói, các ngươi đừng quên nơi này là Cự Hy Thành. Các ngươi lại dám trong Cự Hy Thành động thủ. Đã là từng huyết ma bộ tộc công chúa, bây giờ toàn bộ ma tộc công chúa, Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên muội muội. Đan Điện điện chủ tự nhiên là nhận ra, cũng sớm nhìn ở trong mắt. Thanh Mộc Nhi điêu ngoa tùy hứng là có tiếng. Hắn coi là đây chẳng qua là Thanh Mộc Nhi hành vi cá nhân, chỉ là bởi vì cùng Tiêu Viêm quan hệ tốt đến góp tham gia náo nhiệt mà thôi. Cũng không có nghĩa là huyết ma bộ tộc, cũng không có nghĩa là huyết ma bộ tộc sẽ công nhiên đứng ra đối địch với Đan Điện. Nhưng giá trị thời khắc mấu chốt này, Thanh Mộc Nhi lại đứng ra ngăn tại Tiêu Viêm trước người. Có phải là huyết ma bộ tộc, hoặc là nói là Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên thái độ đâu? Nhìn qua chất vấn hắn Thanh Mộc Nhi, Đan Điện điện chủ càng phát ra tức giận, có huyết ma lệnh. Thanh Hạo Nhiên thành mới ma hoàng, huyết ma bộ tộc liền dám ở trước mặt lão phu khoa trương sao? Hắn không phải do ngữ khí âm trầm, đã là trả lời cũng là uy hiếp, bản điện chủ hôm nay nhất định muốn cho dám can đảm khiêu khích Đan Điện người một chút giáo huấn. Làm sao, ngươi huyết ma bộ tộc nghĩ lội cái này vũng nước đục? Lời thừa, hắn như là phu quân của ta, huyết ma bộ tộc phò mã ra. Thanh Mộc Nhi kém chút thốt ra. Gấp liễm tâm thần, nhíu mày nghĩ đến làm sao còn chưa tới, đồng thời nhìn nhau Đan Điện điện chủ, Thanh Mộc Nhi chậm lo lắng nói: Tiêu Viêm cùng ta huyết ma bộ tộc luôn luôn giao hảo, bản tiểu thư nghe nửa ngày, các ngươi chỗ nói thật ra khó kẻ dưới phục tùng. Bản tiểu thư đương nhiên phải thay hắn đòi cái công đạo. Ồ, nói như vậy, đây chỉ là Thanh Mộc Nhi tiểu thư ngươi hành vi cá nhân đúng không? Đan Điện điện chủ ngữ khí càng phát ra bất thiện, ngươi tuy là ma hoàng muội muội, ngươi huyết ma bộ tộc tuy là ma tộc hoàng tộc, nhưng ta Đan Điện còn không đến mức kiêng kỵ. Các ngươi Đan Điện kiêng kỵ qua ai? Thanh Mộc Nhi hai tay xiên lên bờ eo thon, gọi người ra đối chất, các ngươi ra sức khước từ, gọi các ngươi thề, các ngươi lại không dám. Nói không lại lý liền muốn động thủ, mà lại là muốn trong Cự Hy Thành động thủ. Các ngươi Đan Điện chính là như vậy đùa nghịch cường hoành, đùa nghịch bá đạo, tùy ý chà đạp thiên hạ công ước sao? Thật là sắc bén chất vấn. Tiêu Viêm một đám không phải do đối với Thanh Mộc Nhi thay đổi cách nhìn triệt để. Xưa nay từng nghe nói Thanh Mộc Nhi kén ăn, không thèm nói đạo lý thanh danh người, cũng đối Thanh Mộc Nhi thay đổi cách nhìn triệt để. Ngay cả Đan Điện điện chủ cũng đối Thanh Mộc Nhi thay đổi cách nhìn triệt để. Nhưng hắn không phản bác được, chỉ có hừ lạnh, bản điện chủ nói, hôm nay là muốn cho dám can đảm khiêu khích Đan Điện người một chút giáo huấn. Đến mức tại Cự Hy Thành động thủ, sau đó bản điện chủ tự sẽ cho trời hạ một cái công đạo. Sau đó hắn tránh đi Thanh Mộc Nhi nhìn gần ánh mắt, nhìn khắp bốn phía nói, nếu như tất cả mọi người cho rằng ta Đan Điện không thể tại Cự Hy Thành đối với có can đảm khiêu khích, ta Đan Điện người giúp cho trừng trị. Lão phu sẽ đầy đủ cân nhắc ý của mọi người thấy, ai đối với cái này có dị nghị. Xin giơ tay. Đan Điện điện chủ uy nghiêm sao mà lớn. Ánh mắt chỗ đến tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu, không người dám tới đối mặt, càng không người dám nhấc tay. Đan Điện điện chủ rất hài lòng kết quả như vậy, cũng biết nhất định sẽ là kết quả như vậy. Hắn đắc ý nói, Thanh Mộc Nhi tiểu thư, ngươi thấy được, ngoại trừ ngươi, không có người đối với cái này có dị nghị. Còn xin tránh ra, để tránh ngộ thương đến ngươi. Nói, hắn giương lên tay, làm ra một bộ muốn phát động công kích dáng vẻ.
có thể đang điện điện chủ tay vừa giơ lên, liền tự xa mà gần truyền đến một tiếng bỗng nhiên thét lên, ngươi ngộ thương thử một chút. Lập tức hai đạo huyết sắc nhân ảnh chớp mắt đã tới. Người cầm đầu không phải Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên là ai? Nhưng phát ra bỗng nhiên uống cũng không phải là Thanh Hạo Nhiên, mà là mái tóc màu đỏ ngòm tùy ý lộ liễu tám sao đấu đế tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão không có giống Thanh Hạo Nhiên như thế tự trọng thân phận chỉ lạnh, nhìn qua đan điện một đám, mà là thân hình giống như quỷ mị tránh hiện tại Thanh Mộc Nhi trước người, mắt lạnh lẽo nhìn về phía đan điện điện chủ. Đan điện uy phong thật to, ngay cả nghĩ tại Cự Hy Thành giết người đều không ai dám đưa ra dị nghị. Đang khi nói chuyện đấu khí cuồng mãnh chấn động, nước cuồn cuộn lúc phảng phất kèm thêm lấy trầm thấp lôi bạo âm thanh. Đan Lục Diễm, có gan ngươi liền đem ngươi cái kia trưởng chụp được đến. Tám sao sơ kỳ thực lực bộc phát ra uy thế, há lại một đám bảy sao đấu đế có thể tiếp nhận. Đan điện một đám lập tức ngực cứng lại, sắc mặt một trắng. Thực lực yếu hộ vệ càng bị chấn động đến lảo đảo rút lui quẳng. Tứ trưởng lão đối với khí thế khống chế đã thu phát tùy tâm, đối với đứng xa nhìn đám người cũng không có tạo thành ảnh hưởng. Nhưng tất cả mọi người vẫn là đều sợ ngây người, đây là người nào đây? Vẹn vẹn bộc phát đấu khí chấn động, liền có thể để đan điện một đám như vậy chật vật, tối thiểu phải có 8 sao thực lực. Chờ chút, vừa rồi cái này 8 sao đấu đế gọi đan điện điện chủ cái gì tới? Đan Lục Diễm. Đan điện tên điện chủ không phải gọi Đan Đại Thành sao? Cái này 8 sao đấu đế làm sao sẽ gọi hắn Đan Lục Diễm? Hẳn là biệt danh đi, lại chờ chút, hắn còn nói cái gì tới? Có gan ngươi liền đem ngươi cái kia trưởng vỗ xuống đến. Đứng xa nhìn đám người chợt nổ tung ổ, hưng phấn lên. Lần này có trò hay để nhìn, tới một cái dám gọi thẳng Đan Điện Điện Chủ biệt danh. Dám cự Đan Điện Điện Chủ không có cái kia loại 8 sao đấu đế giúp Tiêu Viêm, Đan Điện còn dám như vậy hoành sao? Tiếp tục cường ngạnh đến cùng, vẫn là lui nhường một bước đem Tiêu Viêm thê tử trả lại Tiêu Viêm. Đồng thời trong đám người có người nhận ra cái này, 8 sao đấu đế là Huyết Ma bộ tộc tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thân phận liền trong đám người cấp tốc truyền ra, Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên cao thượng cũng trong đám người cấp tốc truyền bá. Xem ra Ma Hoàng cùng Tiêu Viêm tình như thân huynh đệ nghe đồn là thật. Bằng không thì Ma Hoàng làm sao sẽ đem trong tộc thực lực mạnh nhất 8 sao trưởng lão đều mang đến. Đan điện điện chủ lúc này sắc mặt âm trầm được phảng phất có thể gạt ra nước tới. Hắn bản danh tốt nhiều năm trước tới nay, cơ hồ đã không người gọi thẳng, càng đừng đề cập hắn. Bởi vì có được thiên hỏa trên bảng xếp hạng thứ 5 lục khí tạo hóa diễm mà được Đan Lục Diễm biệt danh. Cái này vốn là đối với hắn cực không tôn trọng, huống chi còn cực hắn không dám động thủ. Bất quá, hắn xác thực không dám động thủ. Tại một cái 8 sao đấu đế trước mặt, không người nào dám tùy tiện động thủ. Dù hắn là đan điện điện chủ, dù là đan điện so Huyết Ma bộ tộc cường đại hơn nhiều, cũng không thể không có kiêng kỵ. Đan điện không phải không có 8 sao đấu đế, chỉ là đan điện 8 sao đấu đế treo đều là khách khanh trưởng lão tên tuổi. Không đến đan điện đứng trước sinh tử tồn vong đại sự, bình thường sẽ không lộ diện. Vì một cái nho nhỏ Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên coi là thật liền không sợ cùng ta đan điện kết thù. Xem ra là đan điện quá lâu không phát uy, ngay cả chưa có thành tựu Ma Hoàng cũng dám cùng ta khiếu bản. Đan điện điện chủ càng nghĩ càng hận đến nghiến răng. Nhưng hận thì hận, không dám động thủ về không dám động thủ, đan điện mặt mũi quyết không thể ném. Đan điện điện chủ lũng về trong tay áo song trường chậm rãi nắm chặt, ánh mắt lạnh xuống, ta đan điện mặt mũi cũng không nhỏ. Dĩ nhiên để Ma Hoàng cùng tứ trưởng lão cùng một chỗ tự mình đến đây. Chỉ sợ lại đến chậm một bước, điện chủ liền muốn ngộ thương muội muội ta. Thanh Hạo Nhiên trong mắt đều là lạnh lùng tức giận. Đan điện điện chủ thản nhiên nói, lệnh muội sự tình bất quá là đợt hiểu lầm, lấy Ma Hoàng cao kiến, tự nhiên rõ ràng nguyên do trong đó. Nghĩ đến Ma Hoàng cũng không phải vì lệnh muội mà tới. Thanh Hạo Nhiên cũng không muốn tại Thanh Mộc Nhi sự tình bên trên dây dưa, gật gật đầu, rất sung sướng chỉ ra ý đồ đến. Tiêu Viêm là huynh đệ của ta, nghe nói quý công tử cướp đoạt ta đệ muội, ta cái này làm huynh trưởng đương nhiên muốn tới hỏi một chút. Đan điện điện chủ cũng gật gật đầu, lạnh nhạt nói, ta chỉ là không nghĩ tới, việc nhỏ cỡ này, thế mà kinh động đến tứ trưởng lão đại giá. Lời nói rất khách khí, lại là ngầm cơ Thanh Hạo Nhiên, đừng tưởng rằng ngươi đỉnh lấy cái Ma Hoàng tên tuổi liền có thể cùng lão phu nói chuyện ngang hàng. Nếu không phải ngươi Huyết Ma bộ tộc ra cái này 8 sao đấu đế, bản điện chủ sao lại đem ngươi cái này một nửa Ma Hoàng để vào mắt. Thanh Hạo Nhiên cười ha ha, không chút phật lòng. Lúc này không phải cho mình dài uy phong thời điểm, huống chi đan điện điện chủ chỗ ngầm cơ thiên hạ đều biết. Lúc này là cho Tiêu Viêm dài uy phong thời điểm. Thanh Hạo Nhiên cười nói, đây cũng không phải là việc nhỏ. Chính là bản hoàng không đến, tứ trưởng lão chính mình cũng tới. Ồ, đan điện điện chủ hướng tứ trưởng lão ném đi ánh mắt hỏi thăm. 8 sao đấu đế tự có 8 sao đấu đế kiêu ngạo, dù là đan điện điện chủ chính là bấm tay đếm ra được địa vị tôn sùng nhân vật. 8 sao đấu đế cũng đại khái có thể hờ hững nhìn tới. Tứ trưởng lão lấy ngạo nghễ liếc xéo đáp lại đan điện điện chủ ánh mắt hỏi thăm. Phảng phất là muốn chứng thực Thanh Hạo Nhiên nói tới, thân hình không gặp động liền đi tới Tiêu Viêm trước mặt hỏi Tiêu Viêm. Tiểu tử ngươi không sao chứ? Nếu ai khi dễ ngươi, cho tứ gia gia ta nói, lão tử giúp ngươi làm hắn. Quá trâu rồi.
Tứ trưởng lão bá khí lập tức đưa tới đám người ầm ĩ nghị luận. Tám sao đấu đế liền có thể ngưu như vậy sao? Lời thừa, tám sao đấu đế liền có thể ngưu như vậy. Ta phải cố gắng, ta cũng phải tu luyện tới tám sao. Liền ngươi, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao qua năm sao đế kiếp đi. Ta nói Tiêu Viêm dũng khí làm sao như thế tráng, người ta có tám sao đấu đế chỗ dựa. Đan điện điện chủ thật sâu nhíu mày, cái này tứ trưởng lão thật đúng là cái hỗn bất lận ra hỏa. Lời gì cũng dám nói, ta đan điện há lại ngươi muốn làm liền có thể làm. Tiếp theo càng làm cho đan điện điện chủ khóe miệng quất thẳng tới. Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão đến, để Thanh Mộc Nhi trong lòng một mực kìm nén lửa tựa như vỡ đê hồng thủy. Tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, Thanh Mộc Nhi đem đan điện đại công tử làm sao cướp đoạt Tiêu Viêm thế tử. Làm sao điên đảo trắng đen lẫn lộn nghe nhìn, làm sao đã không dám thả Huân Nhi ra đối chất lại không dám thể. Nói rõ lý lẽ, nói không lại liền muốn đối với Tiêu Viêm động thủ, chờ một mạch đối nàng tứ gia gia lốp bốp nói một lần. Trong lời nói có chút ít thêm mắm thêm muối, còn cố ý phóng đại đan điện điện chủ nâng lên huyết ma bộ tộc lúc khinh miệt ngữ khí. Thẳng nghe được tứ trưởng lão sắc mặt càng ngày càng nặng, nộ khí liên tục xuất hiện. Nhưng bị người khinh miệt là nói không nên lời, cũng không phải nhúng tay việc này lý do. Muốn giúp Tiêu Viêm, muốn ra một hơi này, chỉ có đứng trên đạo nghĩa. Tứ trưởng lão đương nhiên biết rõ này lý. Cả giận nói, tốt ngươi cái đan điện, lại làm ra mạnh đoạt vợ người như vậy người người oán trách sự tình. Còn muốn tại Cự Hy Thành trước mặt mọi người hành hung. Các ngươi đan điện chính là người khi dễ như vậy sao? Đường đường đan điện điện chủ há tốt cùng Thanh Mộc Nhi tranh luận. Đan điện điện chủ chỉ có cười lạnh. Mộc Nhi cô nương lời nói không phải thực. Trước đó bản điện chủ đã ngay trước nhiều người như vậy giải thích rõ ràng. Tiêu Viêm trước đó vợ Huân Nhi cô nương đi theo Huyền Tử Đan Diễm chính là cam tâm tình nguyện. Cũng chưa từng đối với Huyền Tử nói qua nàng tại Đấu Đế Đại Lục có trượng phu, sao là cưỡng đoạt nói chuyện? Ngược lại là Tiêu Viêm cố tình gây sự, muốn nhờ vào đó sự tình hủy ta đan điện danh dự. Bản điện chủ niệm hắn tuổi trẻ, thành danh sốt ruột, đối nó khoan thứ liên tục, nhưng hắn lại không nghĩ tới cửa ngộ. Vẫn khăng khăng muốn khiêu khích ta, đan điện lấy dương hắn chi danh. Ta đan điện như không đối với hắn giúp cho trừng trị, về sau còn làm sao tại Đấu Đế Đại Lục đặt chân. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, lừa gạt ba tuổi tiểu hài không sai biệt lắm, người trong tay các ngươi. Tự nhiên là ngươi muốn làm sao bịa chuyện, liền làm sao bịa chuyện. Tứ trưởng lão lập tức đem đan điện điện chủ đỉnh trở về. Cường thế chất vấn nói, muốn phục chúng, vì tại sao không gọi Huân Nhi cô nương ra đối chất? Như không phải bịa chuyện, vì sao không dám thể? Kính ngươi là tám sao đấu đế mới cùng ngươi hao chút miệng lưỡi, hẳn là ngươi thật sự cho rằng tám sao đấu đế liền có thể ở trước mặt ta phách lối sao? Đan điện điện chủ sắc mặt lạnh lẽo, lười cùng tứ trưởng lão lý luận, thản nhiên nói, đây là ta đan điện cùng Tiêu Viêm ở giữa sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Đại lộ bất bình người bên ngoài xúc, tứ trưởng lão nhiều hơn mấy phần tức giận. Hú chi Tiêu Viêm chính là ma hoàng huynh đệ, cũng là lão phu bạn vong niên, hiện tại hắn thê tử bị con của ngươi cướp đoạt. Lão phu cùng ma hoàng chẳng lẽ không nên giúp hắn, đòi cái công đạo sao? Đan điện điện chủ cũng không để ý tới tứ trưởng lão, mà là chuyển hướng Thanh Hạo Nhiên. Nói, ma hoàng, ta biết, Tiêu Viêm cùng ngươi giao hảo. Có thể ta đan điện cùng ngươi huyết ma bộ tộc, cũng luôn luôn quan hệ không tệ. Ngươi vinh đăng ma hoàng chi vị lúc ta đan điện đã từng tiến đến chúc mừng. Ngươi cảm thấy, liên vi chỉ là một cái Tiêu Viêm, mà hỏng ta đan điện cùng ngươi huyết ma bộ tộc mười mấy vạn năm đến còn tốt giao tình, đáng giá không? Thanh Hạo Nhiên tự nhiên nghe được đan điện điện chủ trong lời nói thâm ý. Đan điện điện chủ nói là Tiêu Viêm cùng hắn Thanh Hạo Nhiên giao hảo, mà đan điện lại là cùng huyết ma bộ tộc luôn luôn quan hệ không tệ. Một là tư, một là công, đây là đang cảnh cáo hắn muốn phân rõ công và tư, cũng xem xét thời thế. Tại hắn bây giờ chưa nhất thống ma tộc tình huống dưới, không muốn bởi vì tư nghị. Vì Tiêu Viêm thế tử bị đoạt việc nhỏ như vậy mà xung động cùng đan điện trở mặt, đôi này huyết ma bộ tộc thật không phải cử chỉ sáng suốt. Nói thực ra, nếu như việc này không phải Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên quyết định sẽ không đích thân đến lội cái này vũng nước đục. Dù sao ai cũng không muốn cây đan điện dạng này một cái siêu cấp cường địch, dù sao hắn là động muốn vì ma tộc lợi ích cân nhắc. Có thể Tiêu Viêm là hắn huynh đệ, còn là hắn muội phu. Hắn leo lên ma hoàng chi vị cũng là bái Tiêu Viêm ban tặng, huyết ma bộ tộc càng là nhận Tiêu Viêm tương trợ mới có thể cấp tốc quật khởi. Hiện tại Tiêu Viêm nguyên phối thê tử bị cưỡng đoạt, hắn có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Bất quá, không phải đến vạn bất đắc dĩ, Thanh Hạo Nhiên cũng không muốn cùng đan điện triệt để trở mặt. Vì vậy Thanh Hạo Nhiên vẫn chưa mở miệng, mà là thân hình một đằng bay xuống đến Tiêu Viêm bên cạnh thân. Nắm lại Tiêu Viêm vai cho Tiêu Viêm một cái yên tâm ánh mắt. Hắn biết, nóng này cấp tính tứ trưởng lão nhất định sẽ lên tiếng. Có mấy lời từ tứ trưởng lão nói so với hắn nói càng tốt hơn, bởi vì tứ trưởng lão tuy là tám sao đấu đế lại không phải ma hoàng. Coi như nói cái gì quá kích, làm ra hành động gì quá khích, thật cùng đan điện trở mặt, cũng còn có đường lùi. Quả nhiên, tứ trưởng lão bị tức được mày rậm loạn chiến, ngươi đang uy hiếp chúng ta. Không dám. Đối với tứ trưởng lão dạng này tính tình nóng nảy cường giả, đan điện điện chủ cảm thấy đau đầu. Hắn nhịn hạ tính tình nhắc nhở nói, thân ở ngươi ta chi vị, mỗi tiếng nói cử động đều liên lụy rất rộng,
sở dĩ còn xin Tứ trưởng lão cùng Ma Hoàng có thể nghĩ lại cho kỹ. Tứ trưởng lão cực không kiên nhẫn, bạo nói tục nói, nghĩ lại cái rắm, đừng cùng lão phu kéo những cái kia. Lão phu đối với Tiêu Viêm làm người vẫn là rất rõ ràng, tuyệt không phải cố tình gây sự người, ngươi vẫn là mau đem người giao ra đi. Đem người giao ra? Nói đùa cái gì, giao ra ta đan điện mặt đặt ở nơi nào? Cái kia không phải là hướng về thiên hạ người thừa nhận con của ta mạnh đoạt vợ người rồi. Không phải là thừa nhận bản điện chủ lúc trước nói tới, tất cả đều là hoang ngôn. Đan điện điện chủ không để ý tới Tứ trưởng lão, đưa ánh mắt về phía không nói Thanh Hạo Nhiên, hỏi thăm Thanh Hạo Nhiên thái độ. Có thể đan điện tam trưởng lão nhịn không được. Hắn lời nói như liên tiếp giận dữ mắng mỏ Tứ trưởng lão, điện chủ kính ngươi là tám sao đầu đế. Ngươi lại không biết tốt xấu muốn được voi đòi tiên. Ngươi có tư cách gì hỏi ta đan điện đòi người? Liền bởi vì ngươi là tám sao đấu đế, hẳn là ngươi thật sự cho rằng ta đan điện sợ ngươi một cái tám sao đấu đế hay sao? Lão phu hiện tại liền đem lời đặt xuống ở đây, ngươi chính là không giao, ngươi có thể bắt chúng ta đan điện thế nào? Không trách đan điện tam trưởng lão như thế cảm xúc kích động không nín được, nghĩ đan điện làm sao bị người dạng này miệt thị qua. Bây giờ chẳng những nho nhỏ tiêu tộc dám tới cửa khiêu khích, huyết ma bộ tộc một trưởng lão cũng dám ỉ là tám sao đấu đế. Trước mặt mọi người đối với điện chủ hô to gọi nhỏ bạo nói tục, quả thực là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hắn lại không có phát hiện, đan điện điện chủ cái trán gân xanh hằn lên, sắc mặt thay đổi liên tục. Mạnh đoạt lão bà của người ta còn hot như khứu, đan điện là càng ngày càng không kiêng nể gì cả, không đem công lý cùng thiên hạ để ở trong mắt. Tứ trưởng lão mang theo dọa người, uy thế hài hước trừng mắt đan điện tam trưởng lão, ngươi hỏi lão tử có thể bắt các ngươi đan điện thế nào? Tốt, lão tử vậy thì để ngươi xem một chút lão tử có thể hay không đem các ngươi thế nào. Dứt lời, Tứ trưởng lão nở nụ cười âm u, đấu khí chấn động trở nên bắt đầu cuồng bạo. Tiêu Viêm, mang lên người, theo lão phu đi vào tìm vợ ngươi. Ngớ ngẩn, tức chết bản điện chủ. Đan điện điện chủ nhịn không được ở trong lòng giận dữ mắng mỏ tam trưởng lão. Không có việc gì ngươi trước mặt mọi người chọc giận một cái tám sao đấu đế làm gì? Quả thực ngu không ai bằng. Có thể như là đã chọc giận, chính mình luôn không khả năng đi quát lớn tam trưởng lão, còn hướng huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão cúi đầu nhận lỗi. Chính như tam trưởng lão nói, ta đường đường đan điện, sao lại thật sự sợ ngươi một cái tám sao đấu đế? Nghĩ mạnh mẽ xông tới ta đan điện. Đan điện điện chủ chậm rãi dương lên tay, lập tức đan điện trong chủ điện vang lên vang dội tiếng kèn. Lập tức liền có ầm ĩ tiếng bước chân ẩn ẩn truyền ra, tất cả tại chủ điện bên ngoài đan điện người cũng lập tức tiến vào chuẩn bị nghênh chiến trạng thái. Thanh Hạo Nhiên sắc mặt thay đổi, hắn biết rõ, đây là đan điện triệu tập đại quân bảo vệ đan điện hiệu lệnh. Vẻn vẹn những người trước mắt này, dù là số lượng không ít, Thanh Hạo Nhiên cũng không sợ. Bởi vì những người này chung vào một chỗ, cũng căn bản không phải tứ trưởng lão một nhân chi địch. Có thể đan điện điện chủ hiện tại phát ra, triệu tập đại quân bảo vệ đan điện hiệu lệnh, đan điện cấp cao lực lượng liền đem nghe lệnh mà tới. Vẫn là tứ trưởng lão cùng chính mình, cùng Tiêu Viêm đám người có thể chống đỡ sao? Là chính mình huyết ma bộ tộc cùng tiêu tộc liền có thể đối kháng sao? Thanh Hạo Nhiên thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng. Nhưng hiện tại, đã là tên đã trên dây không phát không được, hắn chỉ có hướng về phía trước, há có thể lùi bước. Thanh Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên đan điện một đám, đấu khí chấn động. Định tại đan điện điện chủ trên người ánh mắt, đột nhiên trở nên lăng lệ. Cái này, chính là vì Ma Hoàng thái độ của hắn. Hắn ngược lại muốn xem, đan điện điện chủ là có hay không dám ở Cự Hy Thành. Đối với hắn Ma Hoàng cùng tứ trưởng lão động thủ, là có hay không có cùng huyết ma bộ tộc, cùng ma tộc khai chiến đảm lượng. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, một cỗ không cách nào ngăn chặn chiến ý, lập tức lan tràn đến mỗi một tế bào. Nhiệt huyết như là sôi trào lên tại toàn thân cút tuôn. Thanh Hạo Nhiên thân là Ma Hoàng, có thể tự mình dẫn tứ trưởng lão vứt bỏ tất cả lo lắng vì chính mình mà chiến, chính mình vì Huân Nhi. Cho dù ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, lại có làm sao? Hắn nắm chặt Thiên Hỏa Tuyên cổ xích, hai mắt dâng trào ra dọa người sát ý. Phía sau Tiêu Viêm khiếu chiến mấy người cũng nước cuồn cuộn ra bành trướng đấu khí, trừng mắt giận đối với đan điện một đám, làm tốt đại chiến chuẩn bị. Cơ hồ cùng lúc đó, đan điện chủ điện đại môn sáng chói mở ra, mấy trăm tên năm, sáu sao đấu đế. Trong đó hơn 20 tên bảy sao đấu đế, tại bốn, năm cái bảy sao đỉnh phong đấu đế xuất lĩnh dưới nối đuôi nhau mà ra. Năm, sáu sao phân loại bậc thềm hai bên, sắc bén binh khí đồng loạt chỉ hướng Tiêu Viêm một đám. Tại dương sự phản xạ ánh sáng hạ lóe sáng loáng hàn mang, mà hơn 20 tên bảy sao đấu đế thì bảo hộ ở đan điện một đám cao tầng phía trước, bước chân xen vào nhau ở giữa xếp ra một loại trận hình. Này trận tên là Đan Minh đại trận, chính là đan điện hộ điện đại trận một trong. Dù không có Tiêu Viêm chờ chỗ tập trận pháp như vậy huyền diệu, nhưng từ hơn 20 tên bảy sao đấu đế tạo thành, uy lực cũng nhất định dị thường cường đại, há có thể xem nhẹ. Trận hình sắp thành, tự Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão đến sau, liền một mực trầm tĩnh đan diễm hơi nghiêng người đi đứng ở trận thủ vị trí. Đương nhiên đó là này trận người dẫn đầu. Cảm thụ được phe mình cường đại, đan diễm trên mặt hiện ra một vẻ kích động hồng nhuận. Hắn hung hăng trừng mắt Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm đám người,
hiển thị rõ trước đó tiếp tục che giấu sát ý. Đan điện nội tình quả nhiên thâm hậu, chỉ là mấy trăm nghìn như hộ vệ thân phận, cho thấy lực lượng liền để người kinh dị. Ai biết tiếp theo sẽ còn chạy đến như thế nào chiến lực mạnh mẽ. Tiêu Viêm một đám con ngươi co vào, ngay cả tứ trưởng lão cũng có mấy phần cố kỵ. Đan điện cũng có điều cố kỵ, dù sao tứ trưởng lão là 8 sao đầu đế. 8 sao đầu đế, tuyệt không phải là nhân số nhiều liền có thể tùy tiện áp chế. Song phương đều có kiêng kỵ, cục diện lâm vào Dương cung bạt kiếm giằng co. Song phương tại đan điện chủ điện bên ngoài giằng co thời điểm, Tiêu phủ đại sảnh, trên mặt mỗi người đều tràn đầy lo nghĩ. Chân Ni tại vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, nhíu chặt lông mày. Vừa nhận được Tiêu Viêm truyền tin, Chân Ni liền quyết định thật nhanh, khiến Nhạc Thiếu Long xuất lĩnh Tiêu phủ chủ lực chiến đội hỏa tốc chạy tới. Tiêu Viêm chờ đi đan điện cứu Huân Nhi, nếu như không phải thân hãm khốn cảnh, tuyệt sẽ không truyền tin trở về cầu viện. Cùng đan điện loại này quái vật khổng lồ vật tay, đan điện lại vốn là muốn diệt trừ Tiêu Viêm cho thống khoái. Tiêu Viêm đám người tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng, chủ lực chiến đội lại cần giữ bí mật, lại không đến biểu diễn thời điểm. Lúc này cũng nhất định phải xuất động, Chân Ni thậm chí còn phân phó Nhạc Thiếu Long gọi chủ lực chiến đội. Chỗ có thành viên đều mang lên hồn thiên đan, làm tốt liều mạng chuẩn bị. Có thể 1500 tên 5 sao đấu đế cứ việc thanh thế to lớn, tại cường đại đan điện trước mặt y nguyên không đáng chú ý. Chân Ni chỉ hy vọng chi này Tiêu phủ có thể phái ra lực lượng mạnh nhất, có thể làm chiến đấu bộc phát kéo dài một chút thời gian. Vì nàng tranh thủ đến các hữu hảo, thế lực chi viện thắng được một chút thời gian. Chỉ là, cầu viện những bình thường kia hữu hảo thế lực. Chân Ni nhìn trong tay truyền tin khí, lông mày khóa được sâu hơn. Thế nào? Có hồi phục sao? Tiêu Dao lòng nóng như lửa đốt hỏi Chân Ni. Dược tộc rất sảng khoái đáp ứng, đang chạy về. Bất quá, lấy dược tộc thực lực, nhiều nhất chỉ có thể tạo được điểm kiềm chế tác dụng. Ma thú gia tộc ngược lại là phân lượng đầy đủ. Bởi vì Thải Lân quan hệ nghĩ đến cũng nguyện ý ra tay giúp đỡ, có thể ma thú gia tộc lãnh địa thực sự quá mức xa xôi. Lại không có truyền tống trận cùng cự hy thành tương liên, chỉ sợ đợi không được bọn hắn chạy đến liền đã. Chân Ni thở dài. Thương Minh cùng Chân Gia có thể nói ta đều nói, lấy tình động, hiểu lấy lý, còn hứa hẹn chỗ tốt rất lớn. Có thể thời gian quá cấp bách, bọn hắn khả năng còn đang suy nghĩ đi. Vậy yêu tộc đâu? Tiêu Dao lo lắng hỏi. Thanh Lân là yêu tộc thánh nữ, Tiêu Dao đối với yêu tộc tràn đầy chờ mong. Chân Ni gật đầu lại lắc đầu, Thanh Lân nghe xong là đi đan điện cứu Huân Nhi, gấp đến độ không được. Như nàng chỉ là thánh nữ, cũng không có điều động nhân thủ quyền lực, có thể không thể thuyết phục yêu hoàng còn chưa biết được. Thấy Tiêu Dao sắc mặt ảm đạm, Chân Ni an ủi, cũng may, vạn hạnh chính là ma hoàng cùng tứ trưởng lão đã chạy tới đan điện. Đoán chừng lúc này không sai biệt lắm đến, có ma hoàng cùng tứ trưởng lão tại, Tiêu thiếu an toàn của bọn hắn tạm thời không lo. Bất quá, cái này liên quan đến đan điện mặt mũi, muốn đan điện như vậy thả người, cứu trở về Huân Nhi. Vẻn vẹn ma hoàng cùng tứ trưởng lão còn chưa đủ, nhất định phải còn muốn cái khác siêu cấp thế lực cho đan điện tạo áp lực mới được. Nếu không, một trận chiến này liền không thể tránh né, Tiêu thiếu bọn hắn vẫn là có nguy hiểm tính mạng. Chân Ni hiểu rất rõ Tiêu Viêm, nếu là đan điện không thả Huân Nhi, Tiêu Viêm liều chết cũng sẽ xông đan điện cứu người. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải làm sao mới ổn đây? Mọi người lo lắng vạn phần, Tiêu Dao càng là gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Thương Minh không phải chúng ta hợp tác đồng bạn sao? Chúng ta Tiêu tộc không phải Chân Gia phụ thuộc gia tộc sao? Còn có yêu tộc, bình thường quan hệ tốt như vậy, đến lâm trong lúc nguy cấp làm sao lại? Hiện tại chúng ta chỉ hoãn không nổi. Chân Ni gạt ra cười khổ, bọn hắn trước đó cùng chúng ta giao hảo, hoặc vì lợi ích, hoặc nhìn chúng tiềm lực của chúng ta, hoặc là lâm thời muốn cầu cạnh chúng ta. Nếu là bình thường tiểu đà tiểu nháo, bọn hắn có lẽ sẽ vì Tiêu tộc ra cái đầu. Có thể hiện tại muốn bọn hắn vì chúng ta đi đắc tội đan điện, thậm chí cùng đan điện triệt để trở mặt, bọn hắn sẽ phải nghĩ lại sau cân nhắc lại. Liếc qua tức giận Tiêu Dao, Chân Ni cảm thấy rất có cần phải đối với mọi người đem thế cục trước mắt nói thấu. Liền nói tiếp, tại Thương Minh, Chân Gia, yêu tộc trong mắt, việc này không chỉ là giúp chúng ta bức đan điện giao ra Huân Nhi đơn giản như vậy, mà là các thế lực lớn ở giữa chỗ đứng vấn đề, xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp, bọn hắn lần này thái độ cùng quyết định, có lẽ sẽ đối với tương lai đấu đế đại lục cách cục sinh ra ảnh hưởng to lớn. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại đứng ra vì Tiêu tộc nói chuyện, chẳng khác nào đứng ở đan điện mặt đối lập. Mà bọn hắn cũng đều rất rõ ràng Tiêu tộc to lớn tiềm lực, nếu như lúc này không đứng ra rất Tiêu tộc một thanh, bọn hắn liền đã mất đi một lần vì Tiêu tộc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cùng Tiêu tộc chân chính giao hảo thời cơ tốt nhất. Bất kỳ một thế lực nào quật khởi đều là nương theo lấy cái khác một chút thế lực suy sụp, đạo lý này bọn hắn thái thanh sở bất quá. Tương lai Tiêu tộc một khi quật khởi là siêu cấp thế lực, bọn hắn lại nghĩ tại Tiêu tộc quật khởi bên trong kiếm một chén canh, coi như khó lại khó khăn. Nhưng là, dù sao Tiêu tộc vẫn chỉ là có tiềm lực mà thôi, muốn để bọn hắn vì hiện tại Tiêu tộc đi công khai, cùng đan điện vạch mặt bọn hắn lại chưa hẳn cảm thấy đáng giá. Chân Ni đem Thương Minh, Chân Gia cùng yêu tộc do dự phân tích cái thấu, mọi người cảm khái rất nhiều. Lại cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng thậm chí sinh ra mấy phần tuyệt vọng.
Thương Minh mặc dù cùng Tiêu Viêm có chặt chẽ hợp tác, cũng trong bóng tối cùng Đan Điện, tại đan dược phương diện tiêu thụ kịch liệt cạnh tranh. Bất quá đây chẳng qua là trên buôn bán, Đan Điện làm là lớn nhất đan dược người luyện chế. Thương Minh làm là lớn nhất con đường tiêu thụ thương, giữa bọn hắn cũng có dạng này như thế hợp tác. Tối thiểu nhất lẫn nhau là trên buôn bán một cái trọng yếu hộ khách, chữ lợi đi đầu Thương Minh đương nhiên phải thận trọng cân nhắc được mất. Dựa vào cái gì muốn vì giúp Tiêu Viêm mà bỏ Đan Điện? Mà lại Thương Minh từ trước đến nay lấy thương làm trọng, cũng không đủ có thể uy hiếp đến Đan Điện vũ lực. Mà Chân gia, cứ việc Tiêu tộc là Chân gia phụ thuộc gia tộc, Chân gia phái gia nhân thủ ủng hộ Tiêu Viêm chính là đương nhiên tiến hành. Nhưng Chân Tông Phúc làm nhân hoàng, khôn khéo tự không cần phải nói, mọi cử động muốn cân nhắc cả cái nhân tộc, Chân gia lợi ích. Tiêu tộc chỉ là một cái đối với Chân gia đến nói, không có ý nghĩa yếu tiểu gia tộc mà thôi. Tuy nói tự Tiêu Viêm sau khi xuất hiện có không nhỏ tiềm lực, nhưng cũng chỉ là có tiềm lực mà thôi. Chân gia đến nay còn chưa từ Tiêu tộc tiềm lực ở bên trong lấy được nửa phần chỗ tốt. Còn lại cũng chỉ là tông chủ tộc cùng phụ thuộc gia tộc điểm này liên lụy. Chỉ là phụ thuộc gia tộc tộc trưởng vợ cả bị Đan Điện cưỡng đoạt điểm này mặt mũi, mà liền vì cái này liên lụy cùng điểm ấy mặt mũi. Liền đáng giá đi cùng Đan Điện trở mặt sao? Một nữ nhân mà thôi. Huống hồ, bởi vì chân ni quan hệ, Tiêu Viêm giận mà đi Đan Điện cứu vợ cả. Nhân hoàng Chân Tông Phúc trong lòng thật sự không có điểm khúc mắc. Yêu tộc liền càng khó trông cậy vào, trừ Tiêu Viêm giúp yêu tộc lão tổ tông luyện chế ra một viên hồi xuân đan, cùng giúp yêu tộc tìm được thánh nữ, Tiêu tộc cùng yêu tộc có thể nói cũng không cái gì giao tình. Một viên hồi xuân đan mà thôi, mà lại yêu hoàng cũng vì cái này mai hồi xuân đan thanh toán xong ước chừng tạ ơn, gì tình có. Đến mức tìm được thánh nữ tri ân, thật to lớn đến đáng giá yêu tộc không tiếc đắc tội Đan Điện sao? Người, ma, yêu tam tộc bên trong, không ra cái gì luyện dược sư yêu tộc đối với Đan Điện đan dược nhu cầu là lớn nhất. Còn Thanh Lân, chính như Trần Ni nói, chỉ là thánh nữ, chỉ là có cái gọi là trí cao vô thượng địa vị mà thôi. Cũng không quyết sách trọng đại sự vụ thực quyền, hết thảy đều muốn từ trưởng lão hội. Yêu hoàng thậm chí yêu tộc lão tổ tông tầng tầng quyết đoán. Không nói đến yêu tộc, cuối cùng là không sẽ phái ra nhân thủ thay Tiêu Viêm trợ uy. Cho dù biết, một hệ liệt thương nghị kéo dài xuống tới, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Giờ khắc này, nhất định muốn mạnh lên suy nghĩ tại trong lòng mọi người mãnh liệt lan tràn. Chỉ là, hết thảy đều muốn lấy Tiêu Viêm dây an toàn về Huân Nhi là điều kiện tiên quyết. Đúng lúc này, Chân Ni trong tay truyền tinh khí sáng lên, Chân Ni cúi đầu xem xét, lập tức mắt thả thích ánh sáng. Sự tình có lẽ có chuyển cơ. Tứ trưởng lão hướng Đan Điện đòi người không có kết quả, nổi giận. Muốn dẫn Tiêu Viêm bọn hắn mạnh mẽ xông tới Đan Điện chủ điện tìm người. Đan Điện phát ra triệu tập đại quân bảo vệ Đan Điện hiệu lệnh, Ma Hoàng cùng Tứ trưởng lão hiện tại đã cùng Đan Điện giằng co. Mọi người kinh ngạc, cũng rất là không hiểu, đây chẳng phải là muốn đánh, thế nào lại là chuyển cơ. Chân Ni cười, nói, yên tâm, một lát còn không đánh được, Tiêu thiếu bọn hắn tạm thời vẫn là an toàn. Đan Điện tuy mạnh, có thể Tứ trưởng lão dù sao cũng là 8 sao đấu đế, Đan Điện đoạn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi còn có Ma Hoàng, Đan Điện cũng phải cố kỵ thật cùng ma tộc trở mặt hậu quả. Nói đến đây, Chân Ni thở một hơi dài nhẹ nhõm, than thở nói, Ma Hoàng cao thượng. Trước đó ta còn không dám khẳng định, Ma Hoàng mặc dù mang theo Tứ trưởng lão tự mình ra mặt. Nhưng việc quan hệ huyết ma bộ tộc, thậm chí toàn bộ ma tộc cùng Đan Điện quan hệ, Ma Hoàng phải chăng cũng có chỗ lo lắng. Ủng hộ chúng ta ranh giới cuối cùng đến cùng ở đâu? Hiện tại xem ra, Ma Hoàng đối với Tiêu thiếu tình nghĩa đã vượt qua lợi ích. Nâng bộ tộc chi lực đều muốn lực chống đỡ Tiêu thiếu. Mà cái này, có lẽ ngay cả Ma Hoàng cũng không có ý thức được, vừa vặn vì chúng ta, vì chuyện này mang đến chuyển cơ. Thấy mọi người vẫn không hiểu, Chân Ni giải thích nói, ta không phải mới vừa nói sao, Thương Minh. Chân gia cùng yêu tộc kỳ thật đều rất rõ ràng Tiêu tộc to lớn tiềm lực, vì bọn hắn tương lai lợi ích. Bọn hắn không phải là không muốn tại chúng ta cần trợ giúp nhất thời điểm đứng ra tới giúp chúng ta một thanh. Bọn hắn sở dĩ chậm chạp, không cho chúng ta khẳng định hồi phục, chỉ là không muốn làm chim đầu đàn, mà quá phận đắc tội Đan Điện mà thôi. Hiện tại tốt, có Ma Hoàng cùng Tứ trưởng lão cái này 8 sao đấu đế đỉnh ở phía trước, bọn hắn liền không có làm chim đầu đàn lo lắng. Chỉ là góp tham gia náo nhiệt, thay chúng ta tráng tráng uy danh mà thôi. Sẽ không thật cùng Đan Điện phát sinh, không cách nào điều hòa xung đột. Tốt như vậy làm thuận nước dong thuyền, cớ sao mà không làm. Dứt lời, tại mọi người giật mình bên trong, Chân Ni nhanh theo truyền tin khí. Hướng Thương Minh, Chân gia cùng yêu tộc truyền ra tin tức này. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 34 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.